Hello quý vị nha, Mạnh Cư Á xin chào quý vị nha. Ngày hôm nay á có một bạn khách á đặt của mình một cái cữ lẹp nha các bạn nhé, đặt của mình một cái cữ lẹp này, đây là cái cữ lẹp này, và bạn đó yêu cầu là mình may thử để cho may thử và hướng dẫn cho các bạn này đó nhá, xem nhé các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn anh chị em nhà mình sử dụng cái cữ này nhá các bạn nhé. Đó, rất là đơn giản thôi, cái cữ này thì mình nghĩ rằng là rất là đơn giản thôi, rất là nhiều bạn làm được nhá các bạn nhá, chứ không riêng gì bên Mạnh đâu. Đây là con máy giới thiệu với anh chị em nhà mình nhá, quý vị và các bạn nhá. Đây là cái con máy cùi bắp của mình nhá, nó chuyên dùng để hướng dẫn các cái video để cho anh chị em nhà mình tham khảo cũng như là để xem nhé các bạn nhá. Đó, đây là cứ cuốn nẹp nhá, cái cữ này thì có thể cuốn được nẹp, cuốn nẹp cuốn gấu nhá, bên mình làm rất là rộng rãi và thoáng nhá các bạn nhá. Đó, bên mình giới thiệu với các bạn một chút là bên Mạnh chuyên tư vấn và cung cấp cứ gá ngành may nhé các bạn nhé. Thì Mạnh đã chuẩn bị được miếng vải đây, đây là miếng vải nhé các bạn nhé. Vải này thì vải mỏng thôi, may nẹp thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Hiện tại thì bạn đang đang phải là nhé các bạn nhé. Hiện tại thì bạn đang phải là xung quanh, sau đó là các bạn mang ra mí nhé các bạn nhé. Làm như vậy thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và mất công rất là nhiều nhé các bạn nhé. Chúng ta phải mất một thợ là sau đó là lại mang ra mí nhé. Thay vì chúng ta dùng cữ gá thì chúng ta may trực tiếp luôn nhé các bạn nhé. Thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách lắp cái cữ này nhé các bạn nhé. Các bạn xem hết cái video này nhá. Ok các bạn nhá, đây là cái chân vịt này, đây là cái cữ này, cữ đây nhá, cái này ra 22 này nhá bác, cữ này. Đây là cái chân vịt này, là chân vịt mình chế để cho bạn ấy may, nó có tác dụng nó đè xuống nhé các bạn nhé. Nếu bạn nào quan tâm đến cái chân vịt này nữa thì có thể là alo cho bên Mạnh nhé. Lắp cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Đây này các bạn này, khi mà mua hàng bên Mạnh thì sẽ được tặng kèm thêm ốc bắt nhé các bạn nhé. Các bạn ở đây nó có hai cái lỗ ngang này, các bạn bắt vào lỗ nào cũng được nhé, chứ đừng bắt vào hai cái lỗ dọc này các bạn nhé. Hai cái lỗ ngang lỗ nhỏ này thì các bạn bắt ốc vào này. Đó, các bạn dùng tô vít, các bạn nó vô, cố định cái này vào này, chỉnh cho cứ ngay ngắn nha các bạn nha. Nắp chân vịt, quy trình nắp chân vịt trước cũng được mà nắp chân vịt sau cũng được các bạn nha. Cái này tùy theo. Đó, khi các bạn nắp chân vịt vào, các bạn chỉnh cái tâm kim và chân vịt làm sao nó ngay ngắn vào nhé các bạn nhé. Đó, có lẽ hơi tối thì các bạn hơi khó nhìn một chút, nhưng mà không sao. Cái con ốc này để các bạn có thể chỉnh được cái bờ mí nhé các bạn nhé. Và chúng ta chỉnh cái bờ mí này, mí to mí bé là do mình chỉnh nhé các bạn nhé. Đó, mình sẽ phải may thử xem là cái bờ mí nó như nào, sau đó là chúng ta sẽ chỉnh tiếp nhé các bạn nhé. Rồi, bật máy, lên đồ. Con máy này mình hơi cùi bắp nha. Khi cuốn thì các bạn có thể đưa ra như này, các bạn đưa vào này, hoặc các bạn có thể là vào như này cũng được này. Các bạn phải gấp vào nhá các bạn ơi. Cái vải này của mình nó hơi trơn, đây này các bạn phải gấp nó vô này. Cái này là đường may một phân nhá các bạn nhá. Đấy, gấp vào này, các bạn lùi nó lại này. Cái này là chân vịt mình chế nhá các bạn nhá. Và mí to thì chúng ta có thể chỉnh lại các bạn nhá. Và mí to thì có thể chỉnh lại này. Đấy, quy trình may nẹp may gấu này thì nó cũng rất là dễ các bạn nhá. Các bạn chỉnh làm sao cho nó ngay ngắn vào. Đó, là chúng ta chạy thôi. Và mí chưa được lắm, mình chỉnh lại một chút nữa, chỉnh chút một thôi nhá, thì nó sẽ có một cái kích chỗ đâu, một chỗ chuẩn để chúng ta có thể là may được này. Đây, đây là chạy này. Chết rồi, máy hết chỉ các bạn ạ, đèn thế nhỉ, máy gần hết chỉ, nó lại không ăn chỉ nhỉ. Hỏng rồi, máy không ăn chỉ các bạn ạ. Máy hôm nay sao nhỉ? Quý vị thông cảm nha. Ở nhà máy rất là ít sử dụng cho nên là nó hôm nay nó máy hôm nay nó đòi sao ta? Đấy. Đó, ok đấy, ok rồi đấy. Đó, chúng ta gấp nó đầy đặn một chút thì nó sẽ ok nhé các bạn nhé. Chỉnh cho ngay ngắn vào. Và
quan trọng chúng ta chỉnh ngay ngắn này, các bạn thấy chưa? Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, cho các bạn nhìn này. Thấy chưa? Nó tự vào này, ở ngoài này mình chỉ cần gấp như này nó tự vào nhé. Có thể các bạn gấp như này được. Đó. Thấy chưa? Rất là đơn giản chứ các bạn nhé. Đó. Thẳng này, đẹp này, đều này. Cái này bên mình là bao nhiêu? Đó, đúng 2/2 các bạn nhé. Đó, về quy trình thì nó đơn giản như vậy thôi nhé các bạn nhé. Anh em nào quan tâm đến cái sản phẩm này thì liên hệ với bên shop nhé, combo cả bộ này. Đấy, anh em nào quan tâm đến cái sản phẩm này bán lẻ nhé, cái này có riêng nhé. Còn anh em nào nếu mà mua cứ mà yêu cầu thêm chân vịt nữa thì mình sẽ chế cho các bạn nhé. Đấy, anh em nào mua cứ nhé các bạn nhé, anh em nào mua cứ mà yêu cầu thêm chân vịt thì mình sẽ làm nhé các bạn nhé. Tại vì cái chân vịt này phải mua thêm các bạn nhé, phải mua thêm cái chân vịt đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nhá. Bye bye.